Thôi như bà con muốn mình chia sẻ cái gì bà con cứ mạnh dạn kết bạn Zalo cho mình đi. Rồi mình sẽ quay trực tiếp cho bà con xem heo, xem mình nuôi như thế nào và cho ăn như thế nào. Rồi cho bà con tận mắt thấy và tai mình nghe, mình chia sẻ với bà con thật lòng. Buổi sáng hôm nay thì anh Bằng vô mình bắt heo nha các bạn, để mình quay cái đàn heo cho anh Bằng cho các bạn xem nha. Sáng hôm nay á thì anh Bằng vô bắt 16 con nha các bạn, nhưng mà mình chừa lại một con, là anh Bằng hôm nay chỉ bắt 15 con thôi. Rồi mình quay cái đàn heo của anh Bằng bắt sáng nay cho các bạn xem nè. Ở đây á, là số ký là mình có để trên lưng hết nha các bạn. Hồi 6 giờ tối hôm qua mình cân xong hết, như con này là 9 ký nè. Con nhỏ nhất là 9 ký nha, con bự nhất là 17 ký nha các bạn. Cái này là hai bầy là 20 con, mình đã giao cho khách 4 con cái để làm nái rồi. Bây giờ là chỉ còn 16 con thôi, mình chừa lại một con và anh Bằng bắt 15 con. Đây cái bầy bên đây là cái bầy heo mình tách bầy cũng được 1 2 tuần nè. Đó. Đây là tổng thể cái đàn heo của anh Bằng bắt nha. Các bạn thấy heo của mình như thế nào, các bạn cứ bình luận xuống để cho mình biết nha. Đây là hai bầy, một bầy hai bầy là chênh lệch với nhau nha. Một bầy nhỏ, một bầy lớn mình để lộn xộn nên nó không có đều nha các bạn. Đó. Số ký thì mình có ghi trên lưng hết. Ví dụ như là 9 ký rưỡi thì mình chỉ tính 9 ký thôi. Ví dụ như con này nè là 9 ký rưỡi là mình tính 9 ký. Con này 9 ký là 9 ký nha. Cái số ký dư ra là mình bỏ nha. Khi nào mà số ký đủ về mình á thì mình sẽ tính nha các bạn. Rồi đợi một tí nữa anh Bằng đến bắt heo thì mình sẽ quay thêm cho các bạn xem, để anh Bằng chia sẻ kinh nghiệm làm sao mà nuôi 6 bao và cộng tiền phụ phẩm nữa thì heo đạt trọng lượng là 100 kg và nuôi lớn nhanh trong vòng là khoảng 3 tháng 10 ngày nha các bạn. Sáng nay anh Bằng chở vô mình 5 bao bá đậu nè các bạn. Rồi anh đi trước đi, chạy sao cho. Rồi sáng nay thì anh Bằng tới bắt heo nè các bạn ơi. Như lời đã hứa thì hôm nay là ngày 17 thì anh Bằng vô bắt 16 con còn lại, nhưng mà mình chừa lại một con nha. Anh Bằng bắt 15 con. Rồi mới tới anh. Chào bà con. Bà con đợi mình có lâu không? 10 ngày trôi qua thấy cũng lâu á. Mới có 10 ngày mà anh. Bữa nay tới hẹn rồi bà con ơi. Tới hẹn rồi nhớ chia sẻ cho bà con biết nha. Rồi bữa nay tim gan phèo phổi mình có bao nhiêu mình móc ra hết cho bà con xem. Sáng nay anh Bằng vô bắt heo cho mình nè các bạn. Anh Bằng có đem tặng cho mình là 5 bao bả đậu nha. 200 kg bả đậu để cho con nái ăn để cho nó mát sữa các bạn. Chào bà con. Bữa nay thì mình cũng đã cố gắng để tranh thủ công việc của mình cho hoàn thiện để đúng với hẹn mà đã hẹn với bà con. Thì bước vào ngày mới thì mình cũng xin chúc cho bà con một ngày vui vẻ và an lành. Thì hôm nay mình tiến hành vô nguyện mình bắt tổng số 16 con heo con, nhưng mà hôm nay chỉ bắt có 15 con vì một con phải thải loại bà con, cho nên chỉ có 15 con thôi. Thì trước tiên thì mình cũng nói với bà con, cái gì cũng vậy, mình chăn nuôi thì mình nên quan tâm về cái thứ nhất là cái chất lượng con giống, rồi sau đó mới tới là cái về cái vấn đề thức ăn và cái cách chăm sóc heo con cho đến khi heo xuất chuồng nha bà con. Thì hôm nay mình cũng nói với bà con những cái vì mà mình đã đúc kết kinh nghiệm từ gia đình mình hồi xưa tới giờ là chăn nuôi heo và xem trên những cái kênh YouTube đó bà con. Và mình sẽ tìm hiểu ra và đúc kết kinh nghiệm. Những cái nào đúng thì mình sẽ áp dụng vào thực tế, còn cái nào mà không đúng thì mình sẽ cho qua bà con. Thì đối với con heo con mà bà con khi mua về, con heo nó phải là chất lượng về con giống thì bà con nuôi nó sẽ rút ngắn được thời gian và nó đỡ hao tốn thức ăn và thời gian chăm sóc nghe bà con. Còn đôi khi bà con mình thường hay nuôi nhỏ lẻ, về cái chất lượng con giống bà con mua nó không được đảm bảo,
Và khi bà con mà để con heo nái mà tự cho sinh sản ở gia đình, con heo nó đã trải qua nhiều cái dòng máu rồi bà con. Nó không còn phải là heo hai máu mà đẻ ra heo ba máu nữa, nó thuộc về. Đôi khi cứ con của con này đẻ rồi để lại nuôi, bà con có nghĩ là heo cái là sinh sản là sẽ để lại cho đẻ. Cho nên chất lượng con heo nó sẽ không có còn được tốt nữa, cho nên bà con nuôi thời gian sẽ dài và sẽ tốn thức ăn hơn nha bà con. Đó, cho nên tại sao mình nói về cái chất lượng con giống, là thứ nhất là chất lượng con giống, còn thứ hai nữa là về cái nguồn gốc thức ăn bà con cho ăn. Con heo phải là đảm bảo dinh dưỡng cái thức ăn cho con heo. Khi bà con đôi khi bà con cho ăn mà không có máng lắc á, đây thì mình cũng nói thẳng về cái máng lắc và cái máng nước, cái nào nó cũng có lợi và cái nào nó cũng có hại. Đôi khi bà con không có máng lắc, bà con cho ăn bằng máng nước, mà cho ăn theo kiểu truyền thống mình hồi xưa, tức là một ngày chỉ có 3 lần ăn thôi. Nhưng bà con cho ăn 3 lần thì tất nhiên cái thức ăn nó phải dồn lại là nhiều cho mỗi một lần ăn. Khi con heo con mình á, thì nó rất là háo ăn, mà nó ăn nhiều vô rồi thì nó không bao giờ hấp thu hết được cái độ đạm trong cái thành phần thức ăn, thì nó sẽ đào thải ra, thì lúc đó sẽ hao tốn thức ăn của bà con và con heo của bà con sẽ là bị tiêu chảy. À, còn nếu như bà con không có máng lắc thì bà con có cho ăn trong máng nước vẫn được, nhưng bà con sẽ chia nhỏ cũng số lượng thức ăn đó, chia nhỏ ra cho nhiều lần trong ngày, thì con heo của bà con nó ăn nó không bị no quá và cái độ đạm trong cơ thể nó sẽ hấp thu được hết. Còn khi bà con cho ăn máng lắc, cho ăn tự động thì bà con nên chỉnh cái chế độ là lắc cho nó thật là nhỏ. Thì khi con heo nó lắc xuống gớt xuống hột nào nó ăn hột đó thôi. Khi bà con nuôi nhỏ lẻ mình nuôi, khi suy nghĩ là máng lắc tức là trong đó lúc nào cũng có thức ăn, rồi con heo nó sẽ ăn nhiều, không đúng đâu bà con à. Con heo nó ăn nó vừa chế độ của nó, rồi nó nghĩ nó sẽ sinh ra cái tính là chủ quan, tức là nó nghĩ lúc nào nó cũng có thức ăn trong đó rồi, nó đói lúc nào nó ăn lúc đó. Nó không có ăn liền một lúc. Còn khi bà con mà đổ vào cái máng nước đó, con heo đó, thời gian nó đói nó sẽ kéo dài, nó đói nó sẽ kéo dài. Khi bà con cho ăn thì nó cố sức để nó ăn, để nó được no. Khi mà nó đã no quá rồi thì nó sẽ sinh ra là đào thải dư thừa chất đạm, thì nó sẽ sinh ra bị tiêu chảy. Một khi con heo con của bà con nó đã bị tiêu chảy qua nhiều lần thì con heo của bà con đường ruột nó sẽ mỏng. Con heo nó có 3 lớp đường ruột nha bà con, để hấp thu thức ăn đó. Rồi nó tiêu chảy nhiều lần quá rồi thế còn được có 2 lớp và còn lại 1 lớp đường ruột thì không bao giờ nó hấp thu được cái thức ăn, dù bà con có cho ăn cái loại thức ăn dinh dưỡng nhất đi cũng vậy thôi. Rồi khi bà con nuôi trong cái quá trình thời gian dài, bà con thấy con heo của mình nó chậm lớn, bà con sẽ nghĩ đến đó là chắc là nó bị dung sáng. Bà con mua thuốc tẩy dung về bà con tẩy dung. Nhưng bà con đâu có biết trong cái thuốc tẩy dung nó sẽ làm tẩy những chất nhờn trong cái đường ruột của con heo. Nó làm khiến cho con heo đường ruột nó càng mỏng thêm. Còn đây mình chăn nuôi, mình có hèm rượu, mình với cá với tấm, mình cho ăn. Cho nên trong quá trình mình nuôi là mình không bao giờ sử dụng đến tẩy dung nha bà con. Và không sử dụng đến men tiêu hóa. Tại trong cái hèm rượu nó đã có chất axit để mà kích thích tiêu hóa cho con heo rồi. Còn lại bà con mà vừa cho ăn máng lắc và vừa cho ăn máng nước, máng nước để cho bà con đổ những cái thức ăn mà bà con hòa vừa cháo vừa cám công nghiệp. Bà con đừng nghĩ là vừa có máng lắc mà vừa có máng nước là con heo nó ăn sẽ hao tốn thức ăn, không đúng đâu bà con. Nó sẽ ăn cám nước nhiều, nó con heo nào cũng vậy, rất là thích ăn cám nước. Khi nó đã ăn cám nước rồi nó ăn cám ở trong máng lắc ít lắm bà con. Đó, cho nên bà đừng có nghĩ là nó sẽ ăn hao nhiều và tiêu tốn. Đối với heo con khi mà mua về thì trước tiên như đàn này 15 con, mình về chiều nay 2 giờ chiều mình mới cho nó ăn, tiến hành cho nó ăn bà con. Nhưng mà mình cho ăn chỉ dạng như là mỗi một con bình quân khoảng là 1 lạng thôi bà con à. Một lần ăn một con khoảng là 1 lạng thôi, là tổng số là heo này là đổ xô là xô hết vào cũng tầm 13 kg một con, thì mình chỉ ăn 1 lạng thôi. Nhưng mà trong đó mình sẽ trộn vào đó là 10 cái lọ thuốc mà tiêu chảy mình có tặng cho Nguyễn trong các clip trước đó bà con.
10 lọ đó mình có thể là mình trộn cho 2 kg cám, mình cho tí nước vào cho nó hơi ẩm hột cám, rồi mình trộn cho thuốc nó thấm đều, xong đó bà con nó đổ vào từ từ cho ăn 1 đến 2 lần cho nó hết 2 kg cám đó. Đó rồi xong là con heo của bà con không bao giờ bị tiêu chảy đâu, bà con cứ cho ăn cám mới bình thường. Tại vì con heo con ở trại với con heo con về mình, mỗi một khu vực, mỗi một cái vùng nó có nguồn của cái nguồn thức ăn nó khác nhau, cho nên lúc đầu thì bao giờ con heo nó bị thay đổi về môi trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái nguồn thức ăn là mình đã thay đổi. Còn tại sao, để cho mình cũng giải thích rõ cho bà con hiểu là tại sao mình nói là cho ăn chỉ có 6 bao thức ăn là con heo sẽ đạt đầu tạ. Ví dụ như mình nuôi một con heo 10 kg về, thì về mình chỉ nuôi trong vòng chỉ có 3 tháng mấy đến 4 tháng thôi là mình chỉ có nuôi có 90 kg hơi thôi bà con à. Thì mình đã tốn trong đó có 6 bao thức ăn thôi với 200.000 đồng phụ phẩm. Tức là bao gồm, ví dụ như bà con không có hèm rượu đi, bà con có thể mua tấm hoặc mua gạo loại rẻ tiền, bà con nấu cháo để mà quà với cám công nghiệp cho heo ăn. Thì khi mà bà con cho ăn như vậy là con heo mình đã ép được con heo nó ăn thêm, ép con heo nó ăn thêm và cung cấp cái lượng nước trực tiếp cho con heo, làm cho con heo, cơ thể con heo mình nó mát và nó đi phân rất là mềm và dẻo, không bị táo bón, không bị tiêu chảy. Mà nó trong cái khi mà heo con như heo này hôm nay mình bắt về là mình sẽ cho ăn loại cám là 19 độ đạm nha bà con. 19 độ đạm thì nó là dao động đó, mình mua là nó 380 ngàn một bao. Đó mình cho ăn, sẽ cho ăn cho đến khi hai con heo được 25-30 kg mình sẽ chuyển qua là giai đoạn cám thịt. Là hiện tại mình đang mua là tiền mặt là 310.000 đồng một bao nha bà con. Với lý do tại sao mà mình nuôi heo con cho đến khi giai đoạn heo con không bao giờ bị tiêu chảy là cái lý do mình có cho ăn cái cám nước, cám công nghiệp cộng với cháo vào, thì con heo nó sẽ giảm đi cái độ đạm và nó hấp thu cái hết được cái độ đạm trong cái thức ăn, nó không có thừa và lãng phí cái thức ăn. Tại vì con heo con mình nó rất là háo ăn, bà con cho ăn bao nhiêu nó cũng ăn hết hết trơn á. Đó, cho nên nó ăn nhiều quá nó không có kiểm soát được cái đường ruột của nó, cho nên là nó dễ bị đi tiêu chảy. Ví dụ như mình đang cho ăn là cái giai đoạn cám 19 độ đạm, có thể ví dụ 15 con này mình bắt về mỗi một cử ăn, nếu như mình cứ tính cho 5% trọng lượng cơ thể cho một ngày, cho cái lượng cám công nghiệp cho một con ăn, thì trong đó mình chỉ cho ăn có 3% cám công nghiệp là chính cho nó ăn khô thôi bà con. Còn 2% còn lại mình hòa vào với cám nước, mình cho ăn từ 5 đến 6 lần trong ngày, tức là khoảng 2 giờ đồng hồ mình cho ăn một lần. Đó, thì con heo mình trong cái thí dụ như 1 kg cám, 1 phần cám, 2 phần cháo, 3 phần nước, bà con hòa vào với nhau cho nó có độ sệt, độ loãng cũng vừa phải thôi, con heo nó rất thích ăn. Và trong khi cám đó là 19 độ đạm, bà con cho 1 phần cám, 2 phần cháo và 3 phần nước, thì bà con cái số lượng thức ăn nước đó nó chỉ còn tương đối vào rơi vào 5-7% độ đạm thôi bà con, là vào đó nó sẽ giảm cái độ đạm mà con heo nó ăn cái thức ăn khô, cho nên con heo của bà con đi phân rất đẹp, không bao giờ bị tiêu chảy, thì con heo của bà con sẽ là mau lớn thôi. Đối với cái phần mà bà con cho ăn là cái cám công nghiệp 100%, con heo của bà con sẽ đi ra phân đen đó, không bị tiêu chảy thì cũng phải bị táo bón. Còn khi bà con đã cho ăn vào cái thức ăn có cháo vào thì con heo đi phân rất là mềm và dẻo, trong đó có cũng có độ đen đen hơi hơi và màu vàng hơi hơi, tức là nó xen lẫn với nhau, tức là con heo nó đi phân rất là đẹp bà con. Con heo nó mát, con heo và nó rất là mau lớn. Bà con cũng theo dõi là con heo của mình cho ăn làm sao con heo mình da nó phải bóng, lông nó phải mướt thì con heo nó mới mau lớn được bà con. Còn chứ còn tiêu chảy nhiều lần quá, heo nó lông mình nó xù xù, lông nó xù lông, da nó sần sùi, đóng mốc thì không bao giờ là lớn được. Còn đôi khi mình rất là hạn chế trong cái chăn nuôi về tất cả tiêm chích hay thuốc thú y, là mình hạn chế được cái gì mình hạn chế. Tức là mình tiết kiệm 1 đồng còn dễ hơn là mình phải kiếm 1 đồng bà con. Đó, thì mình cũng giải đáp tại sao mình nuôi chỉ có 6 bao thôi. Còn mình nếu mà mình nuôi
đạt trọng lượng 110 kg như đàn heo mình ở trong ở nhà mình hiện tại đó. Khoảng 2 tuần nữa mình sẽ xuất bán, thì mình sẽ tăng lên thêm một con là một bao thức ăn nữa, là giờ rơi vào 7 bao thức ăn bà con đó. Thì mình sẽ xô tổng đàn phải là 110 kg một con đó, tùy theo cái đàn heo bà con nhìn cái cơ thể trạng của nó, con heo mình dài đòn cơ bắp nó có hay không, thì bà con mới nên để nuôi về lâu về dài, thời gian kéo dài để đạt cái trọng lượng tạ 1, tạ 2, tạ 3. Còn những cái đàn heo nào bà con thấy thể trạng nó không được ấy thì vô tạ bà con bán được rồi. Với mình cũng nói với bà con là về vấn đề heo cái nuôi thì lúc ban đầu có thể là nó mau lớn hơn heo đực đó, nhưng cái từ 75 kg đổ về sau heo đực nó sẽ vượt lên bà con à. À, lần trước mình có một con heo, tức là đầu đàn là con heo cái, nó dẫn đầu từ lúc mà khi mua về cho đến lúc 95 kg là nó dẫn đầu. Nó, mình có thể nói là nó lớn theo một cách đột biến luôn đó. Nhưng mà sau tới khi mà xuất chuồng, lúc mà đàn heo mình nuôi mà 3 tháng 18 ngày đó bà con, là mình là cái con, chính cái con dẫn đầu đó là con cái, nó rớt xuống cái hàng thứ 7, tức là nó còn có 106 kg thôi. Nhưng mà cái con to nhất mình nuôi trong vòng 3 tháng 18 ngày là con to nhất là 117 kg, và con bé nhất là con 6 kg đó là 102 kg. Có hai con 6 kg nhưng một con là 108, nhưng mà xô tổng đàn nó là 109 kg 2, chứ không phải là như nguyện nhầm là đăng trên cái clip là 3 tháng 10 ngày bà con, đúng chính xác là 3 tháng 18 ngày nha bà con đó. Cho nên mình cũng là người chăn nuôi hồi xưa đến giờ, nói chung ra cũng thất bại nhiều lắm rồi bà con, cũng nhiều lần là trống chuồng đó bà con, trắng tay. Gia đình mình thì cha mẹ mình hồi xưa giờ cũng nuôi heo, nhưng mà nói chung ra tư duy nuôi heo rất là bảo thủ bà con à. Cho nên thất bại nhưng mình cũng có góp ý, nhưng mà cha mẹ nào mà nghe con cái nói đâu bà con. Khi mà thất bại rồi phải bán đất đi để trả nợ ngân hàng, mà bán đất đi để mà trả nợ tiền đại lý thức ăn đó. Cho nên bây giờ mình đã áp dụng, mình đã tìm hiểu trong cái những cái thất bại của gia đình, và mình có xem nhiều kênh YouTube ở trên ấy, mình cũng có đúc kết ra những cái kinh nghiệm để mình đi vào cái thực tế. Và cho đến ngày thành công ngày hôm nay, nó cũng nói với bà con là cha mẹ mình là cái người bảo thủ luôn luôn, lúc nào cũng cho mình là người tài giỏi, nhưng hiện tại bây giờ chính cha mẹ mình là người mà ủng hộ mình nhiều nhất nha bà con. Bà chính cha mẹ mình là nhà đầu tư chính cho mình luôn đó bà con à. Và hôm nay thì mình cũng đã hoàn thành xong thêm 2 ô chuồng nữa, tức là mỗi một ô là mình nuôi là tối thiểu là 12 con đó, thì mình đã cũng hoàn thành xong. Nhưng mà dự kiến sắp tới đây thì trong tương lai thì mình sẽ xây thêm một cái, lúc đó mình sẽ đi vào lên cái bước thứ 3 rồi, tức là mình xây một cái trại quy mô là 300 m² em bà con. Nhưng mà mình nuôi chỉ có 200 con heo thịt thôi, đó là trong ước mơ, trong triển vọng của mình trong tương lai sắp tới đó bà con. Còn cái đây thì mình cũng nói với bà con, cũng có nhiều bà con mình cũng nói với bà con muốn mình chia sẻ cái gì, bà con cứ mạnh dạn kết bạn Zalo cho mình đi, rồi mình sẽ quay trực tiếp cho bà con xem heo, xem mình nuôi như thế nào và cho ăn như thế nào, rồi cho bà con tận mắt thấy và tai mình nghe, để mà mình biết mình nói dối hay là mình chia sẻ với bà con thật lòng. Mình cũng là người chăn nuôi từng thất bại cho đến ngày hôm nay cũng đúc kết ra được chút đỉnh gì đó, mình cũng mong muốn là góp ý cho bà con để mà mình cải thiện cái cuộc sống kinh tế cho gia đình mình. Đôi khi mình nuôi bà con nuôi nhiều thì không nói, bà con mình nuôi theo hộ gia đình, ví dụ 1-20 con heo là cả một cái tài sản của mình đó bà con, chứ đâu phải là một số tiền, đâu phải mình đổ ra là một số tiền ít đâu. Cho nên mình sống không vì mọi người, vì bà con, chứ mình nếu như mình giấu khác nào là mình thuộc dạng ích kỷ hẹp hòi. Mình muốn chia sẻ cho bà con cái những cái gì tốt nhất. Ví dụ như người ta giàu có, người ta bỏ tiền ra, người ta đi làm từ thiện, còn mình không có, mình nghèo. Bây giờ mình có một chút kinh nghiệm thôi, mình chỉ muốn chia sẻ cho bà con để mình cùng nhau phát triển thôi bà con à. Chứ cũng không có ảnh hưởng gì, mình chia sẻ thì cũng không, mình cũng chả có mất đi cái gì hay là mình được cái gì. Nhưng mà nói chung ra được là có được đó bà con, được những lời khen, được những cái lời cảm kích. Đôi khi có bà con ấy lại nói an ủi mình, cũng nói với mình, mình rất là vui đó bà con. Mình luôn luôn lúc nào cũng sẵn lòng để ủng hộ những bà con.
Còn bà con cứ mạnh dạn kết bạn Zalo với mình đi, rồi mình sẽ cho bà con xem mình nuôi như thế nào và cho ăn như thế nào, để cho bà con tận mắt thấy để tin những gì mình nói là sự thật nha bà con. Đó, còn đây thì mình cũng nói với bà con, cũng có một số anh chị em hỏi mình tại sao mình không nuôi nái. Nói chung ra mình cũng đang gầy nái đó bà con, nhưng mà con nái nào của Nguyễn, heo của Nguyễn bắt về, tức là con heo thịt nào mà phải nói là hoàn hảo mình mới để lại nha bà con. Chứ còn nếu mà chỉ cần một điểm nó không vừa ý mình cũng không để. Chứ mình có một cái cách tính cho bà con nghe vì sao mình không nuôi nái. Vì thí dụ bây giờ mình lấy cho là ba con nái đi, để cho mình dễ tính. Ba con nái của bà con bây giờ đầu tư nó nằm 30 triệu rồi, thêm bốn cái lồng ép thì mình cho là 4 triệu đi, thêm một cái sàn đẻ bà con nằm mới 8 triệu rưỡi rồi, thì tính ra tổng số đầu tư cho ba con nái bà con đã hơn 40 triệu rồi. Nhưng mà bà con đầu tư vào một con nái, bà con phải cho ăn ít nhất cũng phải từ 1 triệu tiền thức ăn nữa bà con mới phối giống được. Tức là nằm rơi vào tầm là trên 40 triệu rồi, mình cho là 40 triệu đi. 40 triệu đó mình có thể nuôi được 12 con heo thịt bà con à, cả tiền giống cả tiền thức ăn. Đó, mình cứ tính cái mốc sàn là giá 50 thôi, mình đã lãi một con là 1 triệu 2 ăn lên rồi bà con. Đó thì bà con theo nghĩ giùm cho mình ơi, thì mình nuôi nên nuôi heo nái hay là nuôi heo thịt? Mình cái gì cũng vậy, tốc độ mình nuôi theo cái giá cả thị trường, chứ không phải là mình quy định đàn heo nào về cũng phải là 4 tháng. Giá cả thị trường xuống cái mức sàn dưới 50 thì mình sẽ nuôi có thể kéo dài lên 4 tháng rưỡi 5 tháng nữa bà con. Nhưng mà trong khi đó là 2 tháng đầu mình phải nuôi con heo đạt trọng lượng 55 đến 60 kg, để mình lấy cái bộ khung cho nó đi bà con à. Cái giai đoạn heo con từ lúc nhỏ cho đến 25 kg là giai đoạn đường ruột nha bà con. Mình quan trọng cái giai đoạn đó, không cho heo mình đi tiêu chảy. Còn từ cái 25 đến 50 kg là nó phát triển khung xương, từ 50 kg đổ về sau là phát triển đường là đắp thịt nha bà con. Cho nên mình nuôi để cho phát triển hai cái giai đoạn đầu tiên xong rồi, nếu mà giá cả thị trường ở mức cao, lợi nhuận mình cao, mình sẽ cho ăn với một cái tốc độ là nói chung ra là một cái tốc độ lò mổ đó bà con. Còn lại mà giá thành nó xuống thấp quá, mình lời chừng tầm 500 hay phá què có thể mình kéo lên 5 tháng luôn bà con à, chứ không phải để mình chờ giá, chứ không phải là cái gì hết trơn á. Còn cái như cái đàn heo hôm rồi mình bắt là 8 con đó bà con, chiều ngày hôm qua mình có cân thử, mình có hẹn với một người bạn gọi Zalo cho mình đó, là mình hẹn ngày để mình bắt lên mình cân cho người ta xem cái độ tăng trưởng của nó như thế nào. Hôm rồi là có từ 13.5 cho đến 17.5, tức là hai cái con bé nhất là ngày chiều qua mình cân là được 19 kg nha bà con. Còn cái con mà 17.5 là nó được 25 kg, một con 25, một con 24, một con 22 kg rưỡi, hai con 22, một con 20 và hai con 19 kg. Thì mình đã tính cái trọng lượng lúc ban đầu mua về bà con, tổng cái trọng lượng ban đầu và cái trọng lượng ngày hôm qua mình cân và mình trừ đi, trong vòng 9 ngày nuôi mình đã được thu về được 51 kg hơi đó bà con. Nhưng trong đó mình chỉ tiêu tốn mới có 2,5 bao thức ăn cám công nghiệp thôi nha bà con, với cộng với phụ phẩm nha bà con. Mình thì nói chung ra cũng không phải là người giàu có hay là đại gia gì đâu bà con à. Cho nên hỏi tại sao mà mình cũng đồng cảm với cái người chăn nuôi, tại vì mình cũng chăn nuôi, mình cũng biết cái cảnh khó khăn của người bà con mình chăn nuôi. Tại sao không có cà clip là mình tặng riêng cho Nguyễn mỗi con 50.000. Và mình đây mình cũng nói hết cho bà con nghe tại sao hôm rồi mình có ra một cái kèo với Nguyễn, là đàn heo nào mà mình đã dặn Nguyễn là trong vòng 40 ngày theo cái giá thị trường, tức là con nào trên 8 kg thì mình sẽ tặng riêng cho Nguyễn là 50.000, và con nào dưới 8 kg mình sẽ trừ ngược lại 50.000, để mình kích cầu cho Nguyễn, tức là chăm sóc heo được tốt hơn và chăm sóc được, giữ được đầu con nó sẽ cao hơn. Chứ bà con cũng tính đi, mình không phải mình bỏ ra 50.000 đó là mình mãi đâu bà con. Đơn thuần nó chỉ là 50.000 thôi, nhưng mà mình thu về cứ bỏ ra 50.000 là mình thu về phải trên 1 triệu.
Bà con có hiểu mình nói không? Như cái đàn heo này là tổng số nó 20 con là bà con, mình giải thích cho bà con nghe. Tức là khách đã chia lại hết 4 con để dành để nái rồi, với thải loại một con là 5 con, bây giờ mình chỉ tính 4 con đó thôi. Nếu như mình bỏ ra 4 con thì mỗi con 50.000, 4 con thì 200.000 thôi bà con à. Nhưng mà 4 con đó mình thu về lợi nhuận trong vòng mình nuôi trong 4 tháng mình đã thu về 5 triệu. Bà con bỏ ra 200 nhưng bà con thu về tới 5 triệu. Bây giờ bà con nuôi ví dụ một ô chuồng, ví dụ mình một ô là tối thiểu mình 12 con, nhưng bây giờ bắt về một ô mình chỉ có 8 con thôi à bà con. Thì 8 con đó cũng một công chăm sóc, 12 con cũng một công chăm sóc, bà con sẽ nghĩ coi mình nói có đúng không. Rồi thì đây thì cũng nói với bà con thì có gì thì bà con cứ mạnh dạn kết bạn Zalo với mình đi, rồi mình sẽ chia sẻ bà con những gì bà con hỏi thì mình sẽ đáp ứng. Còn về cách thức chăn nuôi làm sao heo hạn chế tiêu chảy với mau lớn thì mình sẽ đáp ứng cho bà con. Còn về ốm đau bệnh hoạn thì bà con cứ liên hệ với huyện, mình không có chuyên về cái đó bà con. Xin chào bà con, chúc bà con chăn nuôi thành công. Dạ, cảm ơn anh Bằng đã chia sẻ cho bà con mình biết cái kinh nghiệm nuôi heo để heo nhanh lớn đạt kết quả nha. Anh Bằng cũng là một kỹ sư thủy sản đó các bạn, bây giờ chuyển qua là nuôi heo luôn nha. Chung ra cái gì cũng vậy bà con à, vì hoàn cảnh gia đình hết đó bà con, cha mẹ già không ai chăm sóc bà con, rồi vợ con nữa, đưa con đưa đón con đi ăn học nữa bà con, cho nên hoàn cảnh gia đình mình có thể bỏ đi tất cả, bỏ đi những cái lợi ích trước mắt để mình sau này mình sẽ được cái lợi ích về sau bà con à. Thứ nhất là cái hiếu thảo với cha mẹ gia đình, trong gia đình mình bà con à, cha mẹ có không thể nào mà sống lâu với mình được mãi đó, cho nên mình cái gì cũng vậy, mình cũng chăm sóc cha mẹ đâu đó đàng hoàng. Còn gia đình mình thì cha mẹ mình thì 8 giờ là ăn cơm rồi bà con, chiều là 3 giờ ăn cơm rồi, cho nên mình cũng không có thể đi ra ngoài làm thuê làm mướn gì được cả đó. Thì có 2 hectare mấy đất ruộng đó thì làm đó thôi, gia đình mình thì ăn cơm trong cái giờ hành chánh, giờ kiếm tiền không à bà con. Cho nên mình đây nuôi heo, mình tại sao mình xây ra 4 ô, tức là mình quy định trong vòng 25 đến 30 ngày. 4 ô đó là 4 ô mình nuôi thịt, còn 1 ô mình dưỡng heo con là riêng. Đó, thì là mình quy định là tháng nào mình cũng có heo xuất ra để mình xây dòng cái đồng vốn với cái thu nhập hàng tháng để mình xài đó bà con. Thì mình tính ra với mức lương mình đi làm công ty, mình có thể hơn mức lương mình đi làm công ty rồi. Nhưng mà đây là mình làm cho mình. Đó, một ngày thời gian mình dành cho tất cả trong ngày cho heo chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi bà con. Rất là khỏe bà con à. Rồi xin chào bà con nha, chúc bà con chăn nuôi thành công nha bà con. Rồi bây giờ để mình vô mình tiến hành bắt heo cho anh Bằng nha. Đây heo mình bắt xong rồi nè các bạn. Giờ anh Bằng chuẩn bị che nắng cho nó rồi bắt đầu chuẩn bị về nha. Đó. Rồi kéo che nó lại đi anh. Heo mình rất to là đẹp luôn nha các bạn. Đây là hai bầy nha, nên nó không đều với nhau, có bầy nhỏ bầy bự. Hai bầy nên nó trên lệch lọt sọt với nhau. Heo này mỏng da mướt lông nè bà con. Heo này cũng được. Có bầy nhỏ thì lông nó hơi dày hơn nha bà con, nhưng mà từ từ mình nuôi trong vòng 2 tuần nha bà con là nó sẽ bóng mướt trở lại thôi. Rồi anh Bằng vận chuyển heo ra ngoài đường nè các bạn. Chào bà con, thì hôm nay thì mình cũng đã hoàn tất là 15 con heo con. Thì đây mình cũng nói những lời sau cùng với bà con trong cái clip ngày hôm nay. Đó là mình nuôi con heo nào cũng vậy, mình phải theo dõi. Mình phải theo dõi con heo mình nuôi.
để coi những cái mà gì mà mình làm được và mình chưa làm được. Cho mỗi cái giai đoạn của con heo nó đều có những cái khác nhau hết đó bà con. Cái giai đoạn mà heo con bà con nói chung ra cho ăn phối trộn, bà con hạn chế cho ăn chất xơ nha bà con. Bà con cho nó ăn là một là tấm, hai là gạo nước cháo ra, tức là tinh bột của mình, thì con heo nó sẽ phát triển tốt. Còn khi bà con cho ăn mà chất xơ nhiều quá, con heo mình sẽ chậm phát triển và nó sẽ dễ lên mỡ. Tại sao mình có nguồn bã đậu của mình, một ký mình mua chỉ có 1.000 đồng thôi, nhưng mình không cho bao giờ cho heo thịt ăn, mình chỉ áp dụng là cho heo hậu bỉ, heo nái ăn thôi. Tại vì con hậu bỉ, con nái mình là mình không cần béo, không cần ấy, cho nên cái con heo con là mình không bao giờ cho ăn bã đậu. À, thời gian cái bã đậu mình cho ăn hay là bã sắn mình cho ăn thì con là chỉ là những cái chất độn đấy bà con à, cái hàm lượng dinh dưỡng nó không có cao, cho nên khiến con heo của mình nó sẽ chậm tiêu hóa, nó no lâu đó. Rồi thì mình sẽ kéo dài cái thời gian nuôi thôi. Tại vì trong cám công nghiệp á, heo thịt á thì nó đã không có đầy đủ dưỡng chất và cái chất xơ trong đó hết rồi bà con. Còn mình đã cho ăn thêm chất xơ nữa thì khiến con heo mình nó sẽ chậm lớn. Tại sao mà mình cho ăn là heo thức ăn 18 độ đạm cho đến khi xuất chuồng mà heo mình vẫn không lên mỡ? Là vì mình có cho ăn cái cháo vào với cám công nghiệp và nước cho nó ăn thì con heo nó sẽ giảm cái độ đạm đi rồi bà con à. Đôi khi bà con cho ăn cái tầm heo 70-80 kg, bà con cho ăn độ đạm như là 17-16, sợ con heo mình lên mỡ. Còn riêng về heo mình nuôi là thương lái đã đặt dặn hết nha bà con, chứ không có dạng mà chê. Tức là heo nó dặn là heo mình nuôi là thương lái bao nhiêu cũng bắt, dù có ế thị trường có ế nó cũng ra heo cho mình. Cho nên mình rất là yên tâm về cái vấn đề chăn nuôi heo bà con. À, thì đây thì cũng nói với bà con, mình nuôi thì con heo nó theo từng cái giai đoạn thôi. Bà con để ý cái giai đoạn mà heo tầm trên 50 kg, tại sao mà con heo nó hay là chay phân của nó ra đó. Chay phân nó ra đầy mình nó. Lúc đó là con heo mình nó cần cái độ mát mẻ. Cần cái độ mát mẻ. Và nó nóng thì nó mới là chay ra để làm mát cơ thể nó nha bà con. Thì lúc đó thì giai đoạn mình đã cho giai đoạn heo mình đã đắp thịt đó, thì bà con nên giữ mát cho heo, cho chuồng trại nó thông thoáng và thoáng mát. Rồi xin chào bà con. Còn có những gì thắc mắc thì bà con có liên hệ qua Zalo với mình. Rồi có gì đó thì mình sẽ giải đáp những cái khó khăn trong chăn nuôi khi bà con đã gặp phải. Thì cái những cái gì mình chia sẻ mình đã từng trải qua và mình đã gặp những cái khó khăn, cái nào mình biết mình sẽ chia sẻ cho bà con, còn mình không biết thì mình sẽ nói là mình không biết nha bà con. Chứ đôi khi mình không biết mà mình nói bừa nói càng thuộc ra mình nói dốc bà con à. Rồi chào bà con, chúc bà con chăn nuôi thành công và hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại bà con. Dạ cảm ơn anh Bằng nha. Ai cũng vậy chứ. Làm gì cũng vậy đó bà con. Đàn ông là làm thôi, đàn bà là thu tiền đó bà con. Vợ mình cũng vậy đó bà con, giúp mình nhiều lắm á. Ngày hôm nay bắt heo bỏ vô chuồng với ngày xuất bán đó bà con, có hai ngày đó đó bà con. 21.400 1 Lúa nó bay các bạn ơi. 6, 7, anh Bằng rút tới 30 triệu giao cho mình luôn mà. Bây giờ giao có 21.400 à. Còn số ít nữa cái mình lên mình đẩy hai cái mình quề vốn lại ha. Mình show hand cái đầu cái lên được 14. Ủa còn tới 8 triệu mấy lận, cái đầu là lên được 16 triệu, 16 cái mình show một cái nữa là lên 32 triệu. Mình còn lời ha. 21.400 nha bà con, 115 con heo.